Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy cuốc. Thì hôm nay tiếp tục hàng mới về rất là nhiều các bác nhá, để phục vụ cho cái bác trong cái mùa bẫy cuốc 2020. Thì hôm nay số lượng về rất là nhiều. Bên em thì cung cấp tất cả các mẫu sản phẩm như là lục bẫy cuốc hay là thòng bẫy cuốc các nhá, loa đài điều khiển từ xa cũng như mẹt bẫy bìm bịt, bẫy cuốc đều có các nhá. Thì các bác mua sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp theo ba số điện thoại này của shop để đặt hàng. Shop em có Zalo các nhá. Ship hàng là COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Đúng sản phẩm các bác thanh toán tiền. Hàng được thực tế trên video này luôn các nhá. Đấy, bên em là hàng thực tế luôn. Hàng có sẵn. Nên là có hàng như nào em quảng cáo các bác như vậy. Đấy, bên em là đúng hàng thì bác thanh toán tiền. Đấy, nên anh em yên tâm. Thì như các bác thấy đây trên hình các nhá, là một chiếc lụp hai mặt các bác nhá. Đây lụp hai mặt này. Thì nó có hai mặt, hai bên. Đấy, các bác nào xem kỹ video và tham khảo nhé. Đây, hai bên, hai mặt. Chất liệu của nó là 100% là bằng inox. Đây, ở trên này thì nó cũng có nhân tạo, ở dưới cũng có nhân tạo để con cuốc nó đứng các bác nhá. Thì nó đi nó êm chân hơn. Mẫu này em thiết kế là êm chân hơn. Đấy, và hai bên là dây dù. À, đây là cái lưới các nhá, lưới dây dù luôn. Dây dù này, dây dù siêu bền. Và bên em là bên em đã đan sẵn như này thôi nhá. Đấy, để đảm bảo cho anh em nó rất là chắc chắn luôn. Thế thì cái rất dễ sử dụng các nhá. Mẫu này thì đây, các bác có thể tham khảo đây, em cài sẵn rồi. Đây em thử test thử xem là hàng thế nào các nhá. Đấy, rất là nhạy. Đấy, đảm bảo là cho anh em đánh là yên tâm. Không bao giờ bị bổi nó bị trượt cả bác nhá. Đấy, bên này cũng vậy. Đây, thử luôn cho anh em. Đấy, các bác gài vừa vừa thôi, đừng gài sâu quá. Đấy, như này. Đấy, rất là ok luôn, rất nhạy các bác nhá. Đấy là một đơn vị bán thì rất nhiều sản phẩm em làm hàng là đảm bảo là sẽ đẹp, anh em không thể chê được các bác nhá. Đấy, đây là cái chiếc lụp một mặt các bác nhá. Đây lụp một mặt, khi các bác mua thì em sẽ tặng cho các bác một quả chuông để khi sập bẫy thì nó sẽ rong rong kêu rung rung để các bác ở ngồi xa các bác có thể nghe tiếng. Đây, thế còn cái chỗ này các bác nhá, là các bác có thể là đẩy ra để con cuốc vào trong mồi. Đây, đây. Đấy, để con cuốc vào trong. Đây, đây là cái cửa để con cuốc vào. Đấy, con cuốc mồi vào các bác nhá. Đấy, nên đảm bảo đánh nó không thể trượt được. Đấy, đây, tiếp tục là cái lụp một mặt nữa nhá. Lụp một mặt này thì các bác thấy này, về cơ cấu hoạt động nó cũng rất giống cái lụp hai mặt. Đấy, hàng này y hình luôn, y video này em quảng cáo luôn. Đây các bác nhá, thử rồi sập ngay. Đấy, cái lụp một mặt này thì đằng sau của nó là bằng tấm meca, ở trên đỉnh là cái tấm cỏ thảm cỏ nhân tạo, và sẽ khi các bác mua em sẽ tặng cho bác một quả chuông chất liệu 100% bằng inox hết các bác nhá. Đấy, để đảm bảo không phải suy nghĩ các bác nhá. Đấy, em đã sơn màu đen rồi để cho nó ngụy trang nó cao nhá. Đấy, anh em đánh nó hiệu quả. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, ở giữa này nó có một cái thanh vuông. Đấy, và mỗi bên có một lò xo. Đấy, đánh làm rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, khi các bác xách đi rất nhẹ nhàng, tình cảm. Giá thành em đảm bảo các bác là sẽ hợp lý các bác nhá. Đấy, đảm bảo sẽ hợp lý, không bao giờ đắt. Nên là các bác mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, thế còn là khi con cuốc mồi, cái lụm hai mặt này các bác nhá. Đây, thì đằng cuốc mồi là em để ở đằng sau này. Thì các bác đút vào đây, đút vào đằng sau này các bác nhá. Rất nhiều video đã hướng dẫn rồi. Đấy, đây nó có cái kim băng đây. Đây, đây là cái con cuốc mồi để các bác để ở cửa vào trong này. Đấy, bên em cung cấp cả cuốc giả, mồi giả hay là cuốc thật cũng có nhé. Các bác nào quanh khu vực ngoài Bắc thì có thể alo cho em sẽ gửi qua xe cho các bác. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, giới thiệu thì trong video này em không thể giới thiệu hết các bác nhé. Nên là các bác nào mà đang có nhu cầu tham khảo cái mẫu lụp cuốc này thì liên hệ bên shop để đặt hàng. Và một cái video rất là ngắn, em sẽ đăng tải video này ngay để cho anh em tham khảo. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem video. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.